Chào các bạn, hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi về vườn anh Tuấn thầy chùa trong Thanh Hóa. Thì trước mặt các bạn là một cái mẫu bể đá cổ. Mẫu bể trơn. Hình oval. Đây cái mặt hình oval này các bạn. Cái mặt này thì các cụ ngày xưa các cụ không xẻ mòi. Cái dòng mẫu này là không xẻ mòi. Chứ bình thường là các cái bể vuông ấy, hay xẻ mòi ở đây. Xẻ mòi âm xuống được khoảng tầm 5 ly một phân. Đó. Âm xuống một chút vài ly. Thế nhưng mà cái mẫu mặt oval này thì không có. Để tôi xem bề rộng bao nhiêu. 1 2 3 4 bề rộng tầm mét. Này chắc sâu tầm khoảng 50. Cao tầm 40 thôi. Đó. Đây, bên này có một cái mẫu như thế. Có cái chân thì hơi khác một chút. Đây cái chân này chỉ là chân 3. 3 chân. Bên này thì 4 chân các bạn. Đây cái mẫu bên này là 4 chân. Đây, nhưng mà cũng cùng loại bể. Cùng hình dáng, kích thước. Đó. Đây mẫu bể là bể lạ. Một số các cái bể hình hình hộp chữ nhật thì phổ biến. Thế nhưng cái mẫu mà hình oval này thì thấy hơi hiếm. Đây là một, với thứ hai nữa là cũng cái mẫu này thì là mẫu bên ngoài là để thô. Bên ngoài thô trơn. Nếu các bạn quan tâm tới bể đá thì mời các bạn tới vườn anh Tuấn thầy chùa ở trong Thanh Hóa hoặc là ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội để coi và giao lưu. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm Trầm Hương thì mời các bạn tới showroom của chúng tôi ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội hoặc tham khảo thêm các sản phẩm của chúng tôi trên website hoangiahanoi.vn, hojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.